Hai bé, bé tên gì? Dạ, em tên là Thục Anh. Tên Thục Anh nhiêu tuổi rồi? Dạ, em 8 tuổi. Trước khi Thục Anh tới đây làm AutoCAD đó thì Thục Anh có lo lắng gì không? Dạ, trước khi làm AutoCAD, em lo một điều. Em rất vụng về nên em có thể làm rớt và nếu không tìm ra thì em sẽ đạp trúng nó. Bây giờ có lo vậy nữa không? Dạ không. Trước khi mà Thục Anh tới đây làm AutoCAD đó thì Thục Anh có phải đeo kính đi học không? Dạ có. Em có biết em cần nhiêu độ không? Dạ lúc lúc trước em cận 3 độ nhưng bây giờ mắt trái 4 còn mắt phải 425. Rồi em đeo AutoCAD bao lâu rồi? Dạ được một đêm rồi ạ. Một đêm rồi. Vậy bây giờ em có thấy rõ được chưa? Dạ rõ rồi ạ. Rõ khi nào nãy bác sĩ test mắt của em đó thì em rõ em đọc được bao xa? Dạ đến hàng số 7. Hàng số 7 rồi. Làm sao em biết về AutoCAD? Dạ bác của của em giới thiệu. Em giới thiệu hả? Rồi em có muốn nói gì với bác sĩ Trang Trương không? Dạ không.